Bà về bà móc camera bà chỉ vô mặt tao là tao biết tao sắp lên top top nữa rồi. Nhảnh không lo kiếm tiền xây biệt thự cho tao ở đâu. Nói ai làm ba chuyện người buôn kiếm đậu nghèo hoài tao bỏ nhà tao đi luôn vợ.